Em Tuấn Nam Thanh Phú Thọ xin kính chào quý vị. Thời buổi công nghệ thông tin phát triển, dòng nhạc trên YouTube rồi là trên các trang Zing Play rồi vân vân rất là nhiều. Nhưng những khoản đó thì bắt buộc các bác muốn nghe Zing Play thì phải đầu tư tiền, để mua bản quyền. Cái thứ hai là muốn nghe nhạc trên YouTube hay thì bắt buộc phải có giải mã và phải có những bản nhạc gốc. Các bác phải nhớ nhé, các bác nghe nhạc trên YouTube phải có nhạc gốc, nhạc chuẩn mới hay được. Nhưng hôm nay thì giải pháp tốt nhất cho các bác là chiếc USB này của em sẽ lưu trữ tất cả vài trang album, nhạc gốc nhé, nhạc gốc ấy, nhạc Việt, nhạc gốc luôn. Nhạc gốc nó tầm 3-40 MB một bài cơ, trong chiếc USB này, chiếc chỉ 350.000 thôi. 350.000 chiếc USB này sẽ chứa mấy nghìn bài hát cho các bác trong USB này luôn. Thì để vào chi tiết thì em sẽ giới thiệu cho bác này. Ở đây tất cả cái album này là album của nhạc Việt Nam, tất cả các thể loại nhạc. Đây là nhạc gốc, là bản nhạc gốc rồi gì. Bây giờ các bác đi mua một chiếc đĩa nhạc, đĩa gốc nhé, đĩa CD gốc, phôi gốc cho các bác thì các bác cũng phải có ít nhất phải có 300.000-500.000 một đĩa CD. Thêm một chiếc đĩa CD đấy thì trung bình thì họ chỉ sao cho các bác khoảng độ có đĩa thì 10, có đĩa thì 15 ca khúc, được chưa? Nhưng mà bây giờ các bác chỉ cần bỏ ra 350k thôi, 350k. Các bác đã có mấy nghìn bài hát, tất cả đều là nhạc gốc hết. Đây, em mở luôn ra cho các bác nhìn này. Em này, ví dụ như 7.000 đêm gốc lại chẳng hạn này, các bác nhìn này. Đấy, để em cho nó hiện dung lượng cho các bác xem. Hiện dung lượng nhé. Đây. Có nhiều con để em mở dung lượng cho nó ra cho các bác nhìn thì nó dễ. Chứ không nó rất là khó đây. Này, tình khúc đây, đây các bác nhìn đây, có những bài nó lên đây, những bài bình là 28,5, 30-40 mê một bài, nó mấy chục mê một bài chứ không phải là như những cái file nhạc các bác có ở trên MP3 về đâu, những cái file nhạc các bác có MP3 trên nó chỉ có 3-5 mê thôi, dung lượng con này nó gấp trên chục lần, đây là những file nhạc gốc. Có nhiều bác thì hôm trước em quay đây các bác bảo tại sao các bác để cái file chạy này nó như nó đọc thế này thì về nó đọc được. Cái file chạy này nó không liên quan gì đến cái bản nhạc gốc của em mà nó do em cài trên phần mềm máy tính của em chạy phần mềm đọc nhạc loại nào thì nó đưa về loại đấy thôi chứ không ảnh hưởng gì cả. Thứ nhất thì cái thứ hai là có nhiều bác đặt ra câu hỏi là thế bây giờ nhà tôi không có cổng cắm USB thì làm thế nào? Thì báo cáo các bác là bây giờ thì hầu như là nó phải trên 90% các gia đình đều có TV internet. Các bác hãy dùng chiếc TV internet cho các bác. Ở bên internet, TV internet, con TV nào cũng có, cái TV nào cũng có cổng cắm USB. Các bác cắm trực tiếp vào đấy. Thì có nhiều bác em hướng dẫn như thế thì các bác lại quay lại bác hỏi vặn là có thể cắm vào TV thì TV nó hoạt động suốt ngày à? Và có bác là trên TV tất cả này Sony, Samsung, LG đều có chế độ tắt nghỉ màn hình. Bác nào không biết cách sử dụng thì bác nhờ con cháu con em nhà mình hướng dẫn là gõ lên YouTube là hướng dẫn tắt màn hình LG hoặc TV LG, TV Samsung hay Sony. Chỉ có một bước là TV màn hình tắt ngay. Nó tắt nhưng mà nó không phải là TV nó nghỉ mà nó tắt trong cái chế độ nghỉ để nó chạy nhạc cho các bác. Nó vừa không tốn điện mà TV được nghỉ ngủ màn hình thoải mái, vẫn chạy nhạc cả ngày cho các bác. Đấy là những câu khách hàng hay hỏi em sẽ trả lời nó cho các bác. Bây giờ ví dụ như này, bình thường các bác ở nhà các bác có cái đầu giải mã như thế này chẳng hạn thì nó có cổng USB này, đúng không? Nhưng hiện tại bây giờ coi như cái đầu này nó không có cổng USB đi, bịt lại không có. Đây là cái đầu giải mã. Cái đầu giải mã này thì bắt buộc các bác phải cắm từ TV xuống. Thì bên sườn TV hoặc đằng sau TV, con TV nào cũng có ít nhất một cổng USB đến hai cổng USB. Các bác chỉ cắm vào bác mở nhạc. Trên TV nó có phần mềm chạy nhạc luôn. Mở chạy nhạc là nó đưa xuống giải mã cho các bác luôn. Hoặc là các bác cắm vào TV, từ đầu TV nó khác đưa xuống bộ dàn âm thanh nghe nhạc của bác luôn. Chứ không nhất thiết là phải mua đầu để đọc chiếc USB này, các bác không cần. Chính vì vậy nên là nó đưa cho cái giá thành của bác các bác rất là rẻ. Có nhiều bác rất muốn mua USB nhưng mà cái đầu giải mã nhà bác, ví dụ như bác mua con đầu giải mã DAT hoặc là những con đầu khác nó chỉ chạy MD, nó chỉ giải mã, nó không có cái này cắm thì các bác không biết cách nào để dùng. Bác hãy lấy con này về bác cắm vào TV cho em nhé, cắm vào TV internet nó sẽ đưa nhạc xuống luôn cái đầu giải mã đấy cho bác. Chứ còn các bác nghe nhạc trên YouTube thì nó bác chọn 100 bài thì nó chỉ có tầm 10 đến 15 bài là nhạc có chất lượng cao, còn đa số là nhạc nó liên tục nó bập bênh, nó không đều, có những bản nghe vào nó đấm vào tai luôn. Đấy.
Nhưng những bản nhạc gốc này cho bác, các bác thì biết rồi, nhạc gốc ạ, file gốc luôn, dám đảm bảo file gốc chứ không phải file gốc em cho các bác USB luôn. Mức giá 350.000 một chiếc, có vài nghìn bài hát cho các bác luôn, nhạc gốc ạ. Cảm ơn các bác.